kết hôn kỳ lạ nhất thế giới. Dưới đây là những phong tục đám cưới kỳ lạ và dị thường đến mức khiến người ta buồn cười hoặc vô cùng sợ hãi. 1. Bắn tên vào cô dâu. Ở tộc người Dụ Cố, Trung Quốc, chú rể sẽ dùng cung bắn tên vào người cô dâu 3 lần. Tuy vậy, hành động này không hề nguy hiểm gì vì các mũi tên đều có đầu tù và chỉ mang tính tượng trưng. Sau đó, chính chú rể sẽ tiến đến, gỡ mũi tên ra và bẻ gãy nó. Hành động khó hiểu này được xem là lời thệ thề yêu thương mãi mãi của chú rể dành cho vợ mình. Ngoài ra, nếu chú rể có thể bắn trúng cả 3 mũi tên vào người cô dâu thì đây là một điểm lành. Người ta tin rằng cặp đôi đó sẽ bên nhau trọn đời. 2. Không đi vệ sinh suốt 3 ngày sau cưới. Ở bộ tộc Tidum, Malaysia, trước ngày kết hôn, cô dâu và chú rể sẽ bị đèo đói và chỉ uống nước ít nước trong hàng ngày. Đồng thời, họ không được sử dụng nhà vệ sinh trong 3 ngày 3 đêm liên tục. Người ta cho rằng hôn nhân là một hành trình địa ngục và lễ cưới là cánh cửa mở ra địa ngục ấy. Đồng thời tin rằng nếu không dùng nhà vệ sinh, cô dâu chú rể sẽ vượt qua những chỗ này địa ngục một cách dễ dàng, hạnh phúc hơn. 3. Đập vỡ bát đĩa để chúc phúc. Nếu một số nước phương Đông cho rằng việc đổ vỡ đồ đạc vào ngày cưới là một điểm gở báo hiệu sự rạn nứt trong cuộc sống hôn nhân, thì ở Đức, đây là một lời chúc phúc. Vào đêm trước hôn lễ, các vị khách sẽ đến trước nhà cô dâu hay chú rể và đập vỡ thật nhiều chén đĩa sứ còn mới tinh. Tập tục này có tên là Poteraben và lời chúc mừng ngày vui của các cặp đôi. Theo quan niệm ở đây, âm thanh của chén đĩa vỡ sẽ giúp xua đuổi ma quỷ và mang lại điểm lành cho cô dâu chú rể. 4. Bôi bẩn cô dâu. Tục bôi bẩn cô dâu trước ngày cưới là một truyền thống có từ rất lâu đời ở Scotland. Trước khi đón cô dâu về nhà chồng, người nhà chú rể sẽ ném đủ các thứ như bột mì, sữa hỏng, đồ ăn thừa hay những thứ bốc mùi vào người cô dâu. Người ta tin đây là cách tốt nhất để xua đuổi những điều xấu, mang đến những điều lành và may mắn. 5. Trộm giày của chú rể. Trộm giày là một trong những phong tục cưới hỏi tại Ấn Độ. Trong lễ cưới, thân quyến của cô dâu bằng mọi giá phải trộm được giày của chú rể, còn gia đình chú rể phải tìm mọi cách bảo vệ giày để gia đình nhà gái không tìm thấy. Nếu nhà gái may mắn trộm được giày của chú rể, họ có thể vô tư yêu cầu gia đình nhà trai chuộc lại bằng bất cứ giá nào. 6. Cô dâu phải khóc nức nở một tháng trước lễ cưới. Cô dâu thuộc thổ gia ở Trung Quốc dành một tháng trước lễ cưới để khóc. Theo phong tục ở đây, cô dâu phải dừng ít nhất 60 phút mỗi ngày để khóc. Ban đầu chỉ một mình cô dâu khóc. Trong những ngày tiếp theo, mẹ cô dâu sẽ khóc cùng con mình. Đến ngày cuối cùng trước hôn lễ, tất cả nữ giới trong nhà sẽ khóc cùng cô dâu. Tiếng khóc càng nức nở, càng ai oán, càng thể hiện tình yêu sâu sắc. 7. Cô dâu hóa trang như đàn ông. Trong lễ cưới của người Span, cô dâu không mặc lễ phục cho nữ như thường thấy mà phải cạo đầu hoặc trang phục đàn ông chờ nhà trai đến đón. 8. Kết hôn với cây. Tại Ấn Độ, bất kỳ người phụ nữ nào sinh ra chúng mang nick đều bị cho là điểm gở, khắc chết chồng. Chính vì vậy, người dân ở đây đã đưa ra một cách hóa giải. Nếu những người phụ nữ này muốn kết hôn, họ phải kết hôn với cái cây trước, rồi người ta sẽ chặt cái cây đi để xóa bỏ điểm gở. Sau đó, cô ta lại có thể lấy chồng bình thường. 9. Bố nhổ nước bọt để chúc phúc con gái. Đây là một trong những nghi thức cưới hỏi kỳ quặc nhất ở Kenya. Trong lễ cưới, đầu của cô dâu sẽ bị cạo sạch, sau đó được bôi một lớp dầu và lớp mỡ cừu non. Tiếp theo, bố của cô dâu sẽ ban phước cho cô bằng cách nhổ nước bọt lên đầu và ngực. Sau đó cô dâu sẽ quay đi mà không được ngoái đầu lại, nếu không sẽ bị biến thành đá. Không những thế, chú rể cũng phải là người do bố cô dâu chỉ định, chứ không phải là do cô lựa chọn. 10. Cấm cười khi cưới. Tại Congo, lễ cưới là một nghi thức trịnh trọng và nghiêm túc, nên chẳng ai dám cười khi được mời dự lễ cưới cả. Bất kỳ ai chót lỡ hé miệng ra cười cũng bị cho là khiếm nhã, bất lịch sự và đừng mơ được mời đến dự đám cưới nào nữa.